Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều cùng ngày dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và các bộ ngành có liên quan đã trả lời chất vấn nhóm các vấn đề liên quan đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập, đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Qua nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, Chính phủ và các thành viên Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, các cấp các ngành địa phương đã nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập liên quan đến 3 lĩnh vực được lựa chọn để chất vấn. Nhiều giải pháp đã và đang triển khai đạt được kết quả tích cực, cân đối cung cầu, an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa và cho xuất khẩu. Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các đại biểu đã chuẩn bị kỹ các câu hỏi có chất lượng, phản ánh sát thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đầy đủ các quy định về cách thức chất vấn, trao đổi, tranh luận, đảm bảo đúng thời gian quy định. Các bộ trưởng và trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách đã giải trình làm rõ thực trạng và đề xuất được nhiều giải pháp đối với các vấn đề chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế về công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cần siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tình trạng chậm hồ sơ, đề xuất xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội không phù hợp với quy định hiến pháp và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông sản, khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản, chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực.